Ê Lâm, hồi nãy kêu anh có gì không vậy? Ở đâu? Ủa, chợ thiệt mày. Thiệt mà anh hai. Đu. Đâu giờ cầm lên cho anh coi ơi. À, đi lại đây là 12 phút anh em ơi. Anh đu. Được của nó đấy. Đó là 12 phút là khá là gần luôn anh em ơi. Nhưng mà bây giờ là chỉ cần đi theo lại đúng địa chỉ này là nhặt được hạt đúng không? Đúng rồi anh hai rồi. Ê Lâm ơi, bây giờ em đi. Được không? Sao lại không nhỉ? Bây giờ mấy Lâm đi anh em ơi, mình ở nhà mình chờ mấy Lâm là đi xem là nó nhặt được không anh em à. Ok, nhưng mà nhớ là đi về sớm nha mày. Dạ. Rồi đi. A few inches later. Ok anh em ơi, sau nãy giờ mấy Lâm đi theo Google Maps thì cuối cùng cũng lụm được nha anh em ơi. À anh hai biết đâu anh hai? Ở đâu mày? Ở dưới cây anh hai rồi. What? Nhưng mà em đã nhập chưa? Chưa anh hai ơi, bây giờ em với anh hai đang nhập chưa thử không? Anh em thấy là trời ơi, trời còn dính kiểu tí bụi nữa nè anh em ơi, áo ma thật sự ấy. Ok, bây giờ mình đợi mấy Lâm sẽ vô trong càng này để xem là có đăng nhập được không nha anh em ơi. Sẵn là review cho anh em xem luôn nha. Cuối cùng mình cũng đã đăng nhập được rồi. Quẩy lên anh em ơi. Hello, lại là mình Sima. Tấu cung bà nó hài đây. Đây chính là cái hạt mà của một bạn fan muốn tặng cho tôi với lại mấy Lâm anh em ơi. Nhưng mà để tăng độ khó là bằng này giấu gốc cây, sau đó là đưa địa chỉ cho mấy Lâm tự đi tìm ấy. Thì gỡ là trời ảo ma Canada luôn anh em à. Rồi bây giờ là tôi cho anh em xem là bên trong bằng này là có những gì nha. Mũ lớn khách tím nè anh em ơi, được thứ nhì. Cũng như là tóc bích vàng luôn nè anh em à. Tổng mức luôn là có 240 tóc với lại là mũ nha. À, ma búp bê là cũng có luôn nè anh em ơi. Đầu ninja bão lửa luôn này. À, thì thông báo cho anh em là kênh Bé Là Si Hoa của mình anh em là đã bị cấm đăng 7 ngày rồi anh em ơi, không có đăng clip được ấy. Cho nên là tôi đăng cái kênh Bé Lâm anh em à, vào buổi sáng nha. Còn buổi chiều là Bé Lâm nó sẽ đăng như bình thường là video của nó anh em ơi. Cho nên là anh em kiểu như là chia sẻ cho mọi người biết để vô xem ủng hộ tôi với lại Bé Lâm nha. Cảm ơn em nhiều nha anh em ơi. Ok, đây chính là tóc của mấy thanh niên làm cái phân diện nè anh em à. Rồi, bây giờ là áo nha. 465 cái áo luôn. Phải nói tính ra là tặng 465 là cũng nhiều kinh điển luôn rồi đây. Ok anh em ơi. Ui, tính ra là toàn những cáo mà phải nói là rất là chất chơi người dơi luôn nè anh em à. À, được thế nhầy. Mấy cáo này là ở trong nấu ganh nè anh em ơi. Ok, có cả là cái áo mà Bé Lâm hay mang nữa này. Áo chùm trường luôn này. Áo chơi hư luôn nè anh em ơi. Ui, căng thế nhầy. Đây chính là áo bông trắng nha. À, áo thô quậy luôn này. Áo chơi trâu luôn nè anh em à. Gớm ghê ông nội. Áo cái phiêu lưu luôn này. Rồi, hết rồi anh em ơi. Thì đây chính là toàn bộ số áo nguyên phí bên trong bằng này anh em à. Mấy cái áo này là được nhận free á, cho nên là tôi sẽ không có tính nha anh em ơi. Ui, áo đá banh nữa này. Rồi, hết rồi anh em ơi. Bây giờ là quần nha. 290 cái quần này. À, quần thấm hiểm luôn nè anh em ơi. Quần phong cách chết luôn này. Ngon lành cành đào thứ nhì. Cái hàng này cũng nhận là khá là ngon luôn anh em ơi. Giờ tôi xem là còn quần gì mà gọi là VIP Pro nữa không nha. À đu, quần anh chàng đang yêu luôn nè anh em ơi. Rồi, hết rồi anh em à, bây giờ là giày dép nha. 271 đôi giày cũng như là dép này. Tôi sẽ đi truy tìm là đôi giày siêu hacker chính là đôi giày tủ của tôi anh em ơi, xem là có trong cái hàng này không nha. Có đi mà, đôi chân của thính phòng này. Trời ơi, trời hình như là không có rồi anh em ơi. À, đây chính là giày phong cách stretch này. Giày chế châu này, đây gọi anh em ơi. Giày siêu hacker, đôi giày tủ của tôi này. Mắt kính với lại mặt nạ trong mặt này là 172 nha anh em ơi. Mặt nạ ma búp bê là tôi đang mang nữa này. Ngon lành cành đào thế nhì. Mặt nạ vũ khí sinh học luôn nè anh em à. À đù, căng đét luôn ấy. Ok anh em ơi, đây chính là mặt nạ đầu đi dây sỏ này. À, mặt nạ quý kiếm nhà so luôn nè anh em ơi. Rồi, mặt nạ của nam nha. 1 này, 2, 3 này, 4, 5, 6 này, 7, 8, 9 nè anh em ơi. Ok, 10, 11, 12, 13, 14, 15 này, 16 này, 17, 18 nè anh em à. 19 này, 20, 21 này, 22, 23, 24 này, 25 này, 26, 27 này, 28, 29, 30, 31 này anh em ơi, 32, 33 này, 34 này, 35, 36 này, 37 này. Tổng hết luôn là có 37 cái mặt nạ của nam nha. Đầu phương bộ thì tôi thấy là Titan thiết giáp nè anh em ơi, phi vụ triệu đô này, cũng như là sát thủ bạc nha. Bộ đầu đua xe nè anh em à. Đấy, cũng như là gấu đầu gấu nè anh em ơi. Bộ đầu phượng hoàng thép này. Ui, bộ này nói chung là cũng khá là xịn nè anh em ơi. Cũng như là ninja thần chết nha. Rồi, hai gấu đầu lưu trữ này. Hành động là tổng hết luôn là có 54 nè anh em ơi. Á à, đù, tính ra là 54 cái hành động là VIP Pro con cá dồ rồi đấy. Trời ơi, là trời, tính ra là số hành động này mà đi tán gái thì thôi. Thứ gì mà chịu nổi luôn anh em à. Một cái hành động ở trong sân chờ này nha. Rồi, hành động này nói chung là cũng khá là ngon này. Rồi, bây giờ là sưu tập nha anh em ơi. 70 cái dù lượng nè anh em à. Nói chung là 70 là cũng thuộc dạng là ngon rồi đấy. Cũng như là 85 cái ba lô nè anh em ơi.
đang dùng á chính là ba lô gồng đen này. À, để tôi xem là có ba lô gì mà gọi là xịn hơn không nha anh em ơi. Ba lô lặn xề nữa này. Rồi, hầm sát tổng hết luôn là có 64 nha. Đây chính là toàn bộ số hầm sát bên trong bằng này anh em ơi. Ui, tính ra là toàn hầm sát mà phải nói là rất là xịn luôn nè anh em à. Không có sky queen nào nha. Và cuối cùng chính là 91 cái văn lướt anh em ơi. Ui, ván thiên thạch này cũng như là ván tỷ đô luôn nè anh em ơi. Mỗi lần mà tôi nhìn thấy đô la là cảm thấy là có mùi tiền đâu đây đó anh em à. Rồi, bây giờ là phương tiện nha. Đây chính là dàn siêu xe bên trong bằng này anh em ơi. À, dàn siêu xe này có vẻ là nhìn cũng chắc chơi người dơ đấy. Nhưng mà thua dàn siêu xe tôi anh em ơi. Thông tin nha. Ok, 258 cái avatar này cũng như là 378 cái nền anh em ơi. Trời gấu, trời tính ra số nền này cũng nhiều ấy. Đây chính là số con vẽ là còn dư bên trong bằng này anh em à. Không có đá chế tác với lại là hộp đá ma thuật luôn rồi. Cây vái nồi luôn ấy. Thôi không sao anh em ơi. Thì cuối cùng là mình cũng đã cho anh em xem là ở phần đầu nam của càng này rồi nha. Thì đầu nam là phải có đầu nữ anh em ơi. Như thế mới gọi là Sima ghi vạt tận tâm tận tình anh em à. Hello, tôi đã trở lại và báo đời hơn xưa đây anh em ơi. Đây chính là tủ đầu nữ nha. À, nhìn xương xương là phần tóc tôi thấy là cũng uy tín này. Đây chính là đầu hoa phụng nè anh em ơi. Cũng như là đầu cô dâu ngọc ngà nữa này. Được thế nhì. Đầu chim cánh cục nữa nè anh em ơi. Với lại là đầu độc hoa nữ thần nữa này. À, đầu mèo mèo luôn nè anh em à. Ngon làm cành đào này. Như đây. À, tóc báo đen. Trời gỗ là trời tóc báo đời báo kiếp thì có. Nó xấu đau xấu đớn luôn anh em ơi. Đây chính là số áo bên trong bằng này nha. À, áo một lan nè anh em ơi. Ngon lành cành đào này. Ui, tính ra là mấy cái áo này tôi thấy là cũng khá là chắc chơi nè anh em ơi. Áo cô gái thơ thu nữa này. Quấy nồi áo hacker luôn nè anh em ơi. Tính ra tôi nhớ không nhầm là cái áo hacker này nó ra từ đời mà xa xưa luôn rồi đấy. Lâu quá cá trưởng luôn anh em à. Ok, mấy cái áo này chính là mấy cái áo free này. Rồi, quần nha anh em ơi. À, quần điệu cười cái gợn nữa này. Khá chi là xịn luôn anh em ơi. Đây chính là toàn bộ số quần của nữ bên trong mặt này nha. À, có cả là quần thám hiểm của nữ luôn nè anh em ơi. Cái quần thám hiểm này nói chung là khá là xịn này. Giày dép tôi thấy là giày cái chú mu nè anh em à. À, số giày dép này cũng thuộc dạng là uy tín đấy. Giày gáy ngô ngáo luôn nè anh em ơi. Ngon lành này, giày ướt át nữa này. Rồi, hết rồi anh em ơi. Bây giờ là mắt kính với lại là mặt nạ nha. Ok, mặt nạ khủng long nhông nhông nữa này. Ngon lành cành đào luôn anh em ơi. Mặt nạ tư tế cáo nữa này. Ui, cái mặt nạ này nói chung là cũng khá là lâu đời luôn ấy. Gì đây, mũ tiểu tiên. Trời gấu là trời cái sừng mà dành cho những ai mà bị cắm sừng anh em ơi. Nó dài 80 km luôn ấy. 3, 4, 5, 6 này, 7 này, 8, 9 cái mặt nạ này. 10, 11, 12, 13, 14, 15 nè anh em ơi. 16, 17, 18 này. 19 này, 20, 21 này, 22, 23, 24 nè anh em ơi. 25 này, 26 này, 27 này, 28, 29 này, 30, 31, 32. Tổng hết luôn là có 32 cái mặt nạ của nữ nha. Đầu phun bộ nha anh em ơi. À, bộ chim cánh cụt nữa này. Cũng như là bộ đầu đuôi xe nè anh em ơi. Đây chính là bộ thói sư công nghệ nữa này. Được của nó luôn anh em à. Gấu đầu gấu nữa này. Cũng như là bộ đồ áo dài nè anh em ơi. Và tiếp tục đó là bộ đồ thần quyền này. Ok, quý bà có chết nè anh em ơi. Và cuối cùng chính là bộ đồ ác quỷ nha. Rồi thì tôi đã cho anh em xem xong đó là phần đầu nữ bên trong màn này rồi. Bây giờ là tiếp tục đó là phần nhân vật anh em ơi. Xem là bên trong màn này có bao nhiêu nhân vật mà phải nói là VIP pro của cái dồ nha. Ui, tính ra là được hai con nhân vật free này. Còn lại là có hết nè anh em ơi. Scaler các kiểu luôn này. Antonio ngộ không luôn nè anh em ơi. Còn thiếu mỗi con Kairos nhưng mà con này tôi thấy là chưa có ra mắt anh em ơi. Khá chi là xịn đấy. Nhân vật chủ động kiểu cực kỳ xịn là đều có anh em ơi. Rồi bây giờ là phần bét nha. Tôi xem là có bao nhiêu con bét nha anh em ơi. Ui, nói chung là cũng được một số con bét mà nhận free nè anh em à. À, tính ra là này tôi nhớ không nhầm là còn một con bét mà kiểu Burin là không được nhận anh em ơi. Đây con này này chắc chắn luôn anh em à. Bởi vì con này khá là hiếm luôn ấy. Anh người gắn là không bao giờ là cho nhận free mà kiểu dùng miễn phí đâu anh em ơi. Ok, bây giờ là tôi cho anh em xem là nâng cấp súng này anh em ơi, xem là có súng gì level 7 không nha. Ok, MV40 bắn cầu, ủa lộn bắn xà anh em ơi, level 4 này. Cũng như là AK47 cùng xanh đó là tôi thấy level 7 nè anh em ơi. Cuối cùng chính là một cây UMP phong cách level 3 nha. Nhưng mà nói chung là cây này cũng khá là cùi luôn ấy. Rồi, bây giờ là kho vũ khí nha, kho súng luôn anh em ơi. Ui, như vậy là cái hàng này là được hai cái súng nâng cấp nè anh em ơi. Một cây level 7 này với lại là một cây level 4 nha. Có cả là SK đăng cấp Titan luôn anh em ơi. 289 vũ khí này, nói chung là cũng khá là nhiều ấy. M41 gần xanh nè anh em ơi. Cũng như là AK47 còn lửa này. SK thần tình yêu luôn nè anh em à. Gớm ghê ông nội. Toàn những vũ khí mà phải nói là rất là xịn luôn anh em ơi.
Đây, tôi sẽ lướt cho anh em xem nha. Ok, có cả là cây MB40 chân sinh xuống tủ tôi luôn anh em ơi. Thứ gì mà chịu nổi thật sự luôn ấy. Rồi, thì đây chính là toàn bộ số skin mà đã hết hạn trong căn này anh em à. À, tính ra là cũng khá là nhiều đấy. Tôi lướt mà tôi nói là muốn lẻ cái tay luôn anh em ơi. Trời gấu là trời. Rồi thì cuối cùng là mình cũng đã cho anh em xem tất tần tật bên trong cái hàng này rồi nha. Thì cái hàng này là lúc nãy tôi cũng đã thống nhất với lại là bé Lâm rồi anh em ơi. Bạn nào mà muốn hàng này đừng quên là để lại đi game nha. Mình sẽ kết bạn trực tiếp này, cũng như là chọn ra một bạn mà đã like này, cũng như là đăng ký kênh cho tôi mỗi ngày ấy. Và tôi tặng luôn nha anh em ơi. Sẵn đây là mình muốn thông báo cho anh em là kênh bé là Sima của mình đã bị cho ra đảo 7 ngày rồi anh em mà. Buồn thật sự ấy, tức là không đăng video ở kênh đó được 7 ngày anh em ơi. Cho nên là tôi đã nói với bé Lâm là tôi mượn kênh của nó cũng như là đăng video vào buổi sáng cho anh em xem ấy. Còn bé Lâm là nó sẽ đăng video của nó vào buổi chiều nha anh em ơi. Đấy, cho nên là anh em nhớ là chia sẻ cho mọi người á, cũng như là xem video ở kênh này nha. Cảm ơn em nhiều nha anh em ơi. Khi nào mà đăng được kênh bé là Sima là tôi sẽ đăng lại cho anh em xem nha. Cảm ơn em nhiều nha. Ok, bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở video sau.